Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cú bẻ lái của ông Tô, lợi thế đang rất gần, có thể vào tứ trụ. Như đã được biết, Bộ Công an là lưỡi kiếm của chế độ, nên ai cũng muốn giật ông bộ trưởng này về phe của mình. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 5 vừa qua, ông Tô Lâm là trung tâm của cán cân quyền lực giữa các phe phái. Trước hội nghị, ông Tô đã bị ông chủ tịch trèo kéo, sau hội nghị ông Tô lại được ông Thủ trèo kéo. Và giờ đây, ông Tô Lâm lại giúp ông Tổng đánh án khắp nơi. Đánh án lập công là một trong cách tốt nhất để được ông Tổng ủng hộ vào tứ trụ. Tuy nhiên, với điều kiện là tứ trụ phải có ghế trống, nếu không thì có dù có được ủng hộ, ông Tô vẫn không thể vào được nơi đây. Tham vọng của ông Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay không phải là chiếc ghế Bộ trưởng, mà là một chân trong tứ trụ của triều đình, như người tiền nhiệm của ông đã từng làm. Tuy nhiên, số phận không may của ông Trần Đại Quang đã phải chết rất bí ẩn giữa nhiệm kỳ. Tuy khốc liệt như thế, nhưng nỗ lực chiếm ghế vẫn cứ diễn ra trong nội bộ của đảng. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Sau hội nghị Trung ương lần thứ 5 là đến kỳ họp Quốc hội, nhìn thấy ý ông Trọng muốn giáo giết quật vụ Việt Á cho thật mạnh để moi ra sai phạm của những người nhà ông chủ tịch nước và moi ra lỗi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của ông Thủ. Ông Tô nhanh nhở báo với ông Tổng rằng Nguyễn Thành Long là người nhận được lại quả với số tiền hàng triệu đô la và cả ông Trung Ngọc Anh cũng như thế. Vậy là ông Tổng gật đầu cho đánh úp. Nguồn tin nội bộ tiết lộ cho biết ông Tô chuẩn bị hết, ngầm điều tra nắm thông tin ở cấp ủy viên Trung ương Đảng làm vốn. Khi nào thấy ông Tổng cần làm gì, thì ông Tô Lâm đề xuất cách giải quyết ngay cho ông Tổng. Tất cả mọi thông tin về các nhân vật làm gì với Việt Á đều được ông Tô cho điều tra ngay khi chưa có lệnh. Không phải kết quả ông Trung Ngọc Anh nhận lại quả 80 tỷ và ông Nguyễn Thanh Long nhận lại quả hàng trăm tỷ là do mới bắt điều tra, mà là ông Tô đã điều tra từ rất lâu. Và chỉ cần ông Tổng gật đầu là ông Tô tung ra báo chí lập công trước ông Tổng. Để đánh án, ông Tô đã họp khẩn với ông Tổng, với Phan Đình Trạc và đề xuất. Điều này cho thấy ông Tô khá cao tay. Trước mặt ông Tổng, ông Tô muốn làm cánh tay đắc lực cho ông Tổng hơn, hữu ích hơn ông Tổng hơn so với ông Phan Đình Trạc. Đây là hình ảnh ông Tô gần ông Tổng hơn ông chủ tịch. Trong tay ông Tô Lâm còn có kết quả điều tra về phu nhân của ngài chủ tịch nước liên quan như thế nào đến việc vụ việc tại Việt Á. Ngoài ra còn có kết quả của Vũ Đức Đam dính líu ra sao, Phạm Bình Minh dính sai phạm ra sao, vân vân. Tất cả đều là tài sản của ông Tô. Khi cần thì ông Tô sẽ bung nó ra để lập công. Hiện tại bây giờ nhắm vào ông chủ tịch nước là một thuận lợi, bởi bằng chứng thì đã có. Tuy nhiên, để loại ông chủ tịch nước ra khỏi chiếc ghế ông ta đang ngồi là không phải dễ, bởi ông chủ tịch nước cũng từng là thủ tướng, không phải muốn loại ngay là được. Những mối quan hệ của ông chủ tịch nước làm ông Tô và ông Tổng hiện nay phải cân nhắc. Đây là hình ảnh hiện chiếc ghế chủ tịch nước đang yếu trước tứ trụ trụ triều đình. Như vậy là có lúc nghiêng về phía ông chủ tịch, giờ ông Tô lại ngắm nghía chiếc ghế ông chủ tịch và gần nó hết hơn bao giờ hết. Nếu nhờ ông Tổng hỗ trợ đẩy được ông chủ tịch ra khỏi chiếc ghế tại hội nghị Trung ương lần thứ 6 sắp tới đây, thì Tô Lâm là một ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế này. Ông Tô hiện nay đang nắm giữ nhiệm kỳ cuối cùng với tư cách là Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu không vào tứ trụ thì cuối nhiệm kỳ này ông phải về vườn để nhường ghế lại cho người khác. Chỉ có người trong tứ trụ mới được hưởng suất đặc biệt về tuổi. Vậy nên nếu ông Tô Lâm mà không nhanh chân giật chiếc ghế chủ tịch thì e là không còn cơ hội nào nữa. Hậu trường chính trị Việt Nam hiện nay đang rất sôi động, rất nhiều toan tính mà mục đích chỉ để triệt hạ nhau và giành chiếc ghế quyền lực của phe phái. Nếu có diễn biến mới, Thời báo .d sẽ liên tục thông báo cho mọi người cùng biết. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Bình Minh cầu cứu thế lực bí ẩn cứu vớt nhưng quá muộn. Chuyện đấu đá cung đình nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam là chuyện ganh ăn giữa các phe nhóm với nhau. Có khi cả hai phe đối nghịch nhau để tìm sự ủng hộ của thế lực phương Bắc cho vị thế chính trị của mình. Thực tế không phải phương Bắc thọc tay vào điều khiển mọi quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà họ chỉ ủng hộ một số cá nhân mà thôi.
Và hầu hết ai được phương Bắc ủng hộ thì rất mạnh, bởi họ mạnh không phải quyền lực chính trị mà họ có được từ chiếc ghế, mà bởi thế lực ngầm ủng hộ cho họ. Dấu hiệu người có thế lực ngầm ủng hộ là những cá nhân dù có sai phạm động trời cũng không ai dám chạm mạnh tới họ. Dù là gián tiếp hay trực tiếp kết nối phương Bắc, họ đều rất mạnh. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh. Vào năm 2012, khi diễn ra Hội nghị Trung ương 6 của Trung ương Đảng khóa 11, không ai đánh giá cao ông Trọng, bởi lúc đó với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông quyết kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng nhưng bất lực, nên ông đã phải nghẹn ngào đọc lời bế mạc tại hội nghị. Ông nghẹn vì tức, vì thua, chứ không phải vì xúc động một điều gì cả. Tuy nhiên, đến năm 2015, thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng đã chuyển sang diễn biến rất khác. Đến năm 2016 thì ông loại được Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi Bộ Chính trị và tự ưu ái cho mình suất đặc biệt để ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí Thư. Đấy là con đường quyền lực an toàn. Nhìn cách tạo thế lực chính trị của ông Tổng, ngày nay Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực, đang vội vàng cầu cứu thế lực phương Bắc để giải cứu sự nghiệp chính trị của ông. Bởi sự nghiệp chính trị của Phạm Bình Minh đang bị đe dọa hết sức nghiêm trọng. Được biết, trong 2 ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2022, tại thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đã cùng Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đồng chủ trì phiên họp lần thứ 14 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Thế nhưng, tin nội bộ do rỉ ra cho biết, Phạm Bình Minh đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các đồng chí bạn vàng bên kia biên giới vì sinh mạng chính trị của ông ta đang bị đe dọa. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ chưa được bàn tới đâu thì tại Hà Nội, ông Tổng lại cho mời Phạm Bình Minh về nước, họp bàn về nhân sự giữa nhiệm kỳ. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh và Vương Nghị. Từ Trung Quốc trở về, Phạm Bình Minh phải dự cuộc họp Bộ Chính trị do Nguyễn Phú Trọng chủ tọa vào chiều ngày 14 tháng 7 năm 2022. Tại cuộc họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu xem xét kỷ luật Phạm Bình Minh do liên quan đến trách nhiệm vụ án đưa và nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, liên quan đến các chuyến bay giải cứu. Đây được cho là bước đi gấp của ông Trọng để cản trở sự kết nối của ông Phạm Bình Minh và phương Bắc sẽ hình thành trong thời gian tới. Ông Phạm Bình Minh vốn là con nhà nòi ngành ngoại giao. Ông làm ngoại giao từ trẻ vì cha ông là cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Đây là một thuận tiện cho ông Phạm Bình Minh tiến thân. Tuy nhiên, dù làm ngoại giao nhiều năm, ông vẫn không tạo được mối quan hệ chính trị với phương Bắc, nên sự nghiệp chính trị khá mong manh. Đây là hình ảnh cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, cha của ông Phạm Bình Minh. Nguyên nhân phương Bắc đang e dè ông Phạm Bình Minh cũng vì người cha của ông. Được biết, ông Nguyễn Cơ Thạch đã từng làm với Trung Quốc không hài lòng về việc ông này không đồng ý hội nghị Thành Đô. Đó là lý do chính dù ông làm ngoại trưởng nhiều năm và khá chiều chuộng Bắc Kinh trong các vấn đề về lãnh hải. Nhưng ông Phạm Bình Minh cũng bị xem là con của người cầm đầu, cần phải được để ý. Được biết, Phạm Bình Minh có thể nhận mức án kỷ luật khiển trách, vẫn yên vị đến hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên, cuộc đua vào tứ trụ khóa 14 của ông Phạm Bình Minh xem như đã hết. Như vậy là sự cầu cứu của ông Phạm Bình Minh với phương Bắc đã thất bại, và ông chỉ chờ hết nhiệm kỳ rồi về hưu mà thôi.